Cỏ này cỏ bứt ở vườn luôn à? Dạ, bữa nay trồng cỏ mà đang trong đủ chăn đấy ạ. Cái này mà mình chăn lợn mà mình lấy cái nước xong hầm mình tưới cho cỏ, xong mình kết hợp cỏ nữa thì là mình chọn làm thải quay vòng luôn. Mình làm thải tốt. Như cái trại chỗ này mà trung bình một tháng này, thu lợi khoảng tầm bao nhiêu? Trăm triệu một tháng. Cũng rất là lớn, cho lợi nhuận rất là lớn đấy. Đối với mọi người ngành chăn nuôi mà cộng thêm được cái thu lợi từ phân nữa thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không? Mình Tú người Bắc Giang mọi người nhá. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. Chị năm 98. 98 mới có 21 tuổi. Tổng công nhân bây giờ là bao nhiêu người anh nhỉ? Bên em thì không mấy, bò một người và dư một người thôi. À, rất là nhàn nhỉ. Ba người. Chi phí đầu tư không đáng bao nhiêu. Nhân công không đáng bao nhiêu. Quan trọng là mình có cái nguồn phân này là mình phải. Cái chủ ý mình hôm nay cũng là để cho anh em chăn nuôi biết đến anh Tú để liên hệ anh cung cấp con giống với lại hỗ trợ về cái cách chăm sóc để mà giải quyết được cái vấn đề phân thải là tốt nhất. Trước hết là cái rác thải, còn sau đấy là thu lợi nhuận thì càng nhiều càng tốt, đúng không? Ví dụ như bây giờ mà anh cung cấp con giống xong thì họ chăn lên mà có lượng dư thừa anh có bao tiêu được không? Nói chung là cũng hỗ trợ được nhiều đấy. Làm thì thị trường thì cũng không gì lo cả. À. Nghệ An thì con lươn thì nó cũng cần con dư rất là mạnh. Nhiều. Và nó có đủ cấp đâu. Cái này gà vịt ngan ngỗng thì ăn hết. Tính ứng dụng của nó tốt. Phân thì lại bón cây. Vừa xử lý được rác thải hả? Nó xây dựng thì cũng đơn giản mà, đúng không? Cái chiều cao xây đây là khoảng tầm 50 phân nhỉ? Dạ, chính xác là mình xây khoảng 2 viên cất lô riêng là được. Nhưng xây 3 viên thì phòng cóc. Đây thì cái dưới này là lần nền đất. Mình trải thêm 5 cm cát nữa xong nó ngót một lớp vải. Đây thì mình thấy trong này không phải là nền bê tông à? Dạ không. Để cho nó ngâm nước xuống dưới. Làm này nó đỡ được chi phí. Đúng rồi. Và mình có thể làm cái làn bê tông mà mình trộn thêm xỉ hay là sỏi nữa. Số số nó hút được ẩm. Khi bơm trực tiếp này run có ảnh hưởng gì không? Dạ không ạ, cũng phải né đấy ạ. Né lối đi. Vâng, cái cách như này rồi thì ngày mai mình không chăn vào đây nữa. Mình chăn đúng cái cảnh. Thì run nó sẽ tập trung vào đây. Tập trung vào thức ăn. Đây lên đây hả? Mai nó tập trung vào khu vực này thì mình chăn vào đây. Vừa bơm xong nó lên ngay nhỉ? Cái này là hôm qua chăn ở đây này, hôm kia chăn ở đây này, thì hôm nay em né sang bên cạnh. Nghĩa là cách một ngày là bỏ một lối. Dạ. Mình ăn hết lối này thì mình nói cứ đấy hết thức ăn thì mình lại chăn. Làm sao mình biết được hết nói ăn hết thức ăn? Thì đấy anh nhìn thấy mà mình bỏ lên thì nó thấy đây này thì chưa hết rồi, đây còn ít này. Đây là sắp hết rồi, đây là hết rồi đây này. Nghĩa là khi nào ăn hết là nó khô này. Dạ. Như cái này là bây giờ là 10 phân rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 cái dãy nhỉ? Máy em chỉ lật con xốp này đúng không? Đã lật được. Xây khuôn thì nó cũng dễ thôi. Nói chung là thao lượng bên thao tác sao cho dễ. Mình thao tác có 2 mét này. Còn ô bên này đường đi được 2 bên. Đi được 2 bên thì mình thao tác cho nó muốn đỡ bức. Cái này chi phí làm không hết bao nhiêu đâu đúng không? Thu hoạch cái trọng là làm nó lợi nhuận. Thu hoạch là chụp ra ngoài này. Bạn ấy bảo là khi nó thu hoạch cái nào thì đưa xe hả? Chiếc kẹo hả? Như mình làm lối để cho ruột, chụp cái lái xe ruột nó phát tiện. Ừ. Thì thế ví dụ như bây giờ mà anh cung cấp con giống xong thì họ chăn lên mà có lượng dư thừa anh có bao tiêu được không? Nói chung là cũng hỗ trợ được nhiều đấy. Làm việc thị trường thì cũng không gì lo cả. Nghệ An thì con lươn thì nó cần con dư rất là mạnh, nhiều và nó có đủ cấp đâu. Cái này gà vịt ngan ngỗng thì ăn hết. Dạ. Tính ứng dụng của nó tốt. Phân thì lại bón cây. Dạ. Vừa xử lý được rác thải hả? Dạ. Cái này các trang trại thì có nhu cầu rất là lớn rồi. Ví dụ như một
Một cái trại mà muốn làm một cái mô hình tương đối phù hợp với cái trại thì cái chuyển giao công nghệ tầm bao nhiêu tiền anh? chung là cũng tùy anh ạ, nhưng mà mình hỗ trợ bán giống còn anh em làm thì mình hỗ trợ luôn đi. Phải mua giống đặt là cái khối lượng yêu cầu là ấy luôn. Anh em cần thì mình có thể hỗ trợ như là thiết kế chuồng trại hay là cái hệ thống và máy bơm thứ lắp đặt được cho anh em làm nhà. 3.000 m2 thì một người làm thì chơi thôi. Trang thủ công thì nó vất vả. Khi mưa thì có ảnh hưởng gì Không, những chuồng thì tốt này rồi, không ảnh không? hưởng. Mình làm như thế chuồng nó phải cao, nhưng mùa mưa mà bị úng thì nó đi hết. Cái chắc chắn là đúng. Chuồng cao ráo. Như như cái trại là bao nhiêu nái nhỉ? 800, 800 800 nái tới với mấy 600, nghìn thịt. thịt tới 600. Nằm khoảng 3.000 mấy. 3.000 thịt với 800 nái mà cái này là xử lý có thừa phân không? Bên trại bên chuồng thịt thì hiện tại đang thừa một chút, tại vì mình không máy hết. À. Đúng rồi, chuồng thịt thì nó còn ngâm nước mà đúng Chuồng nái thì dán đầu hết lấy không đủ. đây, chuồng nái thu gom phân khô được. Thì có máy ép thì nữa là làm những thịt thì Cái tốt hơn. kỹ thuật khi chăm sóc thì có cần phải lưu ý gì không? Lưu ý một số đấy. Mình chăn rồi là các cái vị trí chăn làm sao cho nó đúng này. Là lượng phân này. Chăn sao cho nó ăn cho nó hết cho nó chín phân. Nghĩa là nó ăn chỗ Nghĩa này phải là hết. mình chăn hay là đảm bảo là giun ăn được hết thì sau này mình thu cái phân thì nó chất lượng. Sau đó mình chăn như là biết được vị trí nào là sẽ có nhiều giun là mình biết được mình tránh. Trong trong toàn bộ cái này là phân hết chứ không có trộn cái gì. Không, bây giờ mình có bốc giống về thì mình có bốc cái trên mặt này về thì nó còn đã môi trường đầy đủ về mình cứ chăn phân bơm phân vào chăn dần dần nó đầy lên Thế sao thấy một số nơi nó trộn cỏ cây vào đây. thôi. Có cây chắc là họ tính cái đấy làm thức ăn luôn cho giun. Một Lúc trăm phần đầu trăm là là phân. một lúc đầu là chị giờ đến nay là tự đến nay từ cháu lắm thì tự quá lâu khác rồi là dùng ăn nó thì tự quá lâu khác cũng Dồn còn thì dồn dồn từ lần đây đến cái nay chăn bơm xuống dần dần thì dần thu hoạch từ đây phần là tầm đến nay chứ đó, cái này khoảng tầm bao nhiêu thời gian là mình thu hoạch? mẹ chăn phân bò thì thu phân khoảng tầm 2 tháng thì mẹ chăn phân lợn thì thời gian nó sẽ tăng lên tăng tầm khoảng 20 ngày cả 2 3 tháng. 3 tháng một lần. Con to nhất bằng tầng nào? Con to nhất ở bên đấy. Con to nhất đây này. Cái cao này nó có chạy đó. Anh mới vừa sát sát coi. Đây đây. Nó không bị đứt. Cái đứt nó có sống được không nhỉ? Nhưng biết nhà nó vẫn sống được bình thường. Nó tự Đây đây đây. có sống này. Mình thấy sáng này cho nó Rồi. Như bình thường mà nó đạt trọng lượng mà anh thu 1 m2 này tầm khoảng được bao nhiêu cái giun này? trong 1 tháng mình thu tầm 8 lạng 1 cân. 1 m2. 1 m2 thu 8 lạng 1 cân. Nếu mà trang trại nhỏ thì vừa làm cung cấp đủ gia đình thôi đúng không? Cho gà Dạ vịt vâng, ngon nói chung ngon mình này. làm thế là mà có 1 phân thì mình tận dụng được, mình hỗ trợ cho gà vịt thì nó ăn rất là lớn. Mình chăn luôn. Tí nữa mình sẽ ghi cái số điện thoại của bạn lên trên này để anh em có nhu cầu họ sẽ liên hệ ở Thanh Chương anh em nhé. Tại Jun cái này bạn có tìm hiểu là cái vùng này có trại nào lớn như này Em chưa thấy có không? từ Thanh từ Nghệ An Hà Tĩnh với Thanh Hóa Thế là chắc mấy em cũng nhiều có thể coi là trại lớn nhất đấy hả? Nghệ An Hà Tĩnh thì chưa thấy có trại nào lớn đâu. Rồi. Dày đặc luôn nè. Trong quá trình chăm sóc nó có cái xảy ra dịch bệnh gì không? Con này thì nhất là nếu mình thiết kế chuồng đầu tiên là cho nó thoát ẩm đỡ bị ẩm là gần như là ổn rồi, còn nó mát mẻ nữa là mùa chỉ cần tránh cái mùa hè là nó nắng quá, mùa hè là hay giun hay bị chết và không phát triển nhiều.
thấy có một số nơi bảo chuột nó vào ăn có phải không nhỉ? Chuột rồi cóc. À. Gần như là đa dạng con thì chúng em có cả cày vào bới ăn. Đây gần rừng. Thế có mình không có cách gì xử lý nó hay là cứ để cho nó ăn này? Chuột đấy anh. Chuột thì mình dễ mà. Mình là mua cái thuốc bả sinh học ấy. À. Thì mình về mình để ở ngoài thì nó qua thì mình để nó lây bệnh cho cái nào. À. Kiến, nó có kiến thì mình đẩy vô xung quanh chuồng, với cả mình định kỳ đi cái thuốc kiến dán ấy. À. Đặt xung quanh chuồng, bên ngoài chuồng thì nó cũng đỡ. Có thuốc cột là cháu ăn gần một con chuồng, ăn là cả bao nhiêu đấy. Chào mọi người nha, đấy là bác đang cho Jun ăn. Chào bác. Cái này công việc nó có vất vả không bác? Vất vả chứ. Thế như mình cho ăn này là như thế này, anh bảo cách mình ngay cho ăn một lần rồi một ngày mình cho ăn cả luôn à? Hay là mình chia ra? Một buổi chia ra cho ăn hết cái này thôi. À. Ngày mai là nghỉ. Ngày mai nếu cho ăn nhiều, ăn vừa thì là chưa nói cho ăn, nếu mà ăn nhiều thì là phải một. À. thì tùy theo mình cho ăn. Dạ. Thì để cho nó ăn hết cái mình ăn được. Cái này có điều khiển luôn mà. Tôi đang cái bộ điều khiển này nhiều tiền không ai? Cái này thì nếu mà làm đẹp cục riết cái thứ đầy đủ nó nằm khoảng 800.000 thế thì nó cũng rẻ mà đúng. Nhưng mà một pha ba pha thì 5-7 ký thì tại khác. À. Tất cả những chi phí nó là ít đúng không? Dạ. Thế mình có phân rồi thì một người tăng điện. Cái này là trần tôi là trên lợp một lớp nữa. Hay là tận dụng lại tôn có trần cho nó. Chứ bây giờ mày làm cái tôn trần mà lại dày này không tốn tiền phải. À, bây giờ giá phải sắt cũng cao. Cái phun xương này khi nào mình nóng quá mình mới ấy hay là mình thấy nóng quá mà khô quá thì mình cảm nhận mình phải. Nó nhiệt độ trung bình khoảng bao nhiêu trong cái không gian này? 25-30 độ là hợp lý. Một ngày thì cao quá, 35 độ mới kiểm soát. Mùa hè như ở Nghệ An này thì nóng lắm. Bởi vì cái chuồng mình là cái chuồng nó vẫn thở. Thì là nó mát thì mát nhưng nó vẫn thở. Không khí ở ngoài nó cũng mát. Thế thì cái này nếu mùa hè là mình đặt lịch hẹn giờ cho nó. Ví dụ là khung giờ từ 9 giờ cho đến 4 giờ chiều nó hay lắng thì 2-3 tiếng mình bật khoảng 10-15 phút. Do mình lập trình cái hẹn giờ nó là mát, không khí cũng đỡ nhiều. Cái hệ phun xương này nó có nhiều tiền không nhỉ? Không đáng mấy đâu nhé. À. Bên trên là lắp ống à? Ống nhựa. Ở đây cái ống này là đựng nước luôn á. À, đấu trực tiếp vào ống 42 này luôn à? Đóng cực kỳ. À. Như cái đường nước này mà cải chạy là tầm bao nhiêu tiền? 2.000 m2 vào trong hết thì nó chỉ được 1 triệu. Tất cả các chi phí đều không đáng bao nhiêu. Chỉ đầu tư và thu lợi nhuận. Từ ban đầu xuống trại này con giống, con vị trí của nó chi phí nó thấp hơn những cái con khác. Ví dụ mình chăn con lợn thì mình cám thì cái này rồi dưa những cái này một tháo con giống 24 đấy có đúng không? Đấy có luôn, nó chết rồi. Xong thì cứ bắt. Như xử lý cái bể 20 khối thì cần bao nhiêu thuốc? Thuốc chính là men. Men. Chủ yếu là men ít thôi, chính là dì mật. Dì mật là cái gì? Dì mật là cái mật mía, cái mía họ khô. À. Là lấy cái mật mía đấy để pha vào? Dạ, để nhân men. Cái đấy là vi sinh thì nó gặp đường, nó số lượng ngay. À. Chủ yếu là chi phí về cái dì mật nhiều. Cái à cũng hay nhỉ. Mà tại mật mía nó cũng rẻ mà. Nhỏ rẻ nhưng mà nếu một ví dụ một bồn 20 khối thì tầm pha tầm hết nhiều tiền không? 20 khối thì
80.000 tiền thuốc men cả mặt, thế cũng rẻ nhỉ. Mà này anh phải cảm nhận sau khi thăm trại chủ nhân nào. Ok, có muốn nuôi không? Nuôi không có phán. Tất cả nếu như mà ví dụ như bây giờ mà một cái trại họ mua tầm khoảng bao nhiêu cái sinh khối thì anh sẽ hỗ trợ cái hướng dẫn cách chăm sóc. Nói chung là anh em cứ làm khoảng tầm 300 mét vuông là mình hỗ trợ được. Mình đến đây hỗ trợ được. Còn ví dụ ít nhiều mình có thể qua điện thoại mình hỗ trợ được. À. Nó cũng dễ mà. Thì anh em mình chăm về phân lợn thì nó hơi khó thì mình phải hỗ trợ. Còn những phân bò á, qua điện thoại mình hỗ trợ anh em nuôi đơn giản. Phân lợn thì... Vấn đề quan trọng hôm nay mình đến là tại vì muốn xử lý cái phân lợn. Để giúp anh em chăn nuôi xử lý cái phân lợn này, vì có một số nơi họ chăn ra thải ra nhiều quá mà không biết xử lý đi đâu. Như các vùng có đồi núi có thể trồng cây trồng nhưng mà bình thường không có cây, không có rừng cây mà bón. Rồi phải xử lý ra ao hồ thì bị dân làng nó sẽ kiện. Nên cái mô hình này cũng rất là hay. Tận dụng được cái này, thứ nhất đỡ ô nhiễm, thứ hai là tạo thêm kinh tế, tăng thêm thu nhập. Có thổi đâu, bơm nó đâu thổi được mà. Đấy là lúc bơm thì nó thổi, một lúc sau có thấy nghe mùi gì đâu bạn ạ. Không, đấy chứ mới mình đấy nó do cầu nó bơm nó hổi thì nó thổi. Dạ. Đầu kiến nó làm á, con gì là nó hạt nhiều, con ngậm nhiều. Con ngậm xuống vậy thôi. Cái là mình chỉ pha nước khi nào nó cảm thấy nó đủ loãng ra được đúng không? Do là đặc quái khó bơm là, tại vì là mình còn lắng ở cái bể chung thịt đấy, bể chung thịt thì nó lại độ loãng nó đặc lắm à. Mình đưa vào là mình hóa ra như kia à. Thế là khi mình nó hòa càng đặc càng tốt đấy. Ví dụ trường hợp mà nó cảm thấy trên luống nuôi nó thiếu độ ẩm thì mình tăng cường độ ẩm nuôi, nó rất là dễ để xử lý à. Nhưng loãng quá này không xử lý được à, mình đã phân nó loãng mình chăn vào rồi thì nó kém. Mình cái trứng ru nó cũng nhạy cảm đấy. Con ru này khi nó đẻ ra là độ ẩm cao quá thì trứng nó đẻ. Cái này có phải kiểm tra cái nhiệt độ ở bên dưới không? Có, vẫn có nhiệt độ. À. Đó là độ ẩm thôi. Kiểm soát độ ẩm tốt. Còn cái này 35. Độ ẩm 55. Tầm 50 55 nhỉ. Nói chung là rất là thích nhỉ. Thích hả? Nhiệt độ tài nghề ăn. Trời không nóng lắm, còn 35 độ. Đây là sắp qua mùa hè đấy. Như thời điểm mà mùa hè đỉnh điểm đó là phải phun sương suốt nhỉ. Dạ vâng, ngày thì tưới 2-3 lần. Nó nên khô nó hay, nó nóng. Mùa này rồi. Rất là nhiều. Không. Toàn dún là dún. Cái này thấy trên mạng thì to, cái to rồi, dún to. Cái này giống khác à? Dạ, đây là ấn. À. Nên là mình lẫn lộn vào trong à? Do là cái giống ngày xưa nó bị lẫn á, mà à. Qua cái mùa hè là cái con dún lai nó không chịu được. À. Bị lẫn mất vài luống. Dún to nhỉ, đi câu cá thì thôi rồi. Mùa dịch vừa rồi mà anh em đi cấu mà liên hệ lên trả đi. Anh rồi đi cấu. Đây về xuống có cái thành phẩm này. Cách. Sau khi thu giun xong rồi còn phân sấy khô. Cái một túi này bao nhiêu tiền nhỉ? Túi này là 35.000. 35.000 một túi. Một cân. Một túi này một cân thôi à? Túi một cân. À. Ngoại thì khi sáng mới xuất. Cái này là giun thành phẩm hả? À. Cái này là cho chim à? À lươn. Cái này một cân luôn à? Là
một con này là cái này là bao nhiêu tiền nhỉ? Con dưa quế thì 35, con ấn thì 32, 35.000 một con dưa quế. 45. Tất cả anh em mà có nhu cầu mua giun này, nuôi lươn, nuôi ếch này, nuôi ếch chim cảnh thì liên hệ với trại giun quế Bắc Nghệ, Bắc Nghệ An. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình mọi người nhé. Phân bón lan, bón cây trồng. Cây trồng này là phân đang còn chân trại nhỉ. Đây có một số trại bò này anh em này. Bò rất là nhiều đây. Tí nữa mình sẽ hỏi anh chủ. À, con bò lai 3B à. Là trâu luôn à.